đất sạch.net minh bạc uy tín chuyên làm dịch vụ cấp sổ và xin phép xây dựng. Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay đất sạch.net xin được chia sẻ về chủ đề về thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ đã mất cho con. Khi bố mẹ mất, các tài sản được tạo lập cả đời bố mẹ trở thành di sản và để lại cho các đồng thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc. Trong trường hợp di sản là đất đai, nhà cửa bố mẹ để lại cho những người con thì khi những người con này khai nhận di sản thì phải làm thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Vậy, thủ tục sang tên trên sổ đỏ từ bố mẹ đã mất sang con được thực hiện như thế nào, hãy xem bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục trên. Nội dung tiếp theo, điều kiện tặng cho quyền sử dụng nhà đất căn cứ theo điều 188 luật đất đai năm 2013 quy định về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất của người sử dụng đất như sau. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đất không có tranh chấp với các hộ xung quanh hoặc hàng xóm, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất, tức còn thời gian trong sổ đỏ chưa hết hạn. Nội dung tiếp theo là trình tự thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ cho con, trình tự thực hiện gồm các bước cơ bản sau, bước 1, lập hợp đồng tặng cho nhà đất và tiến hành thủ tục công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: phiếu yêu cầu công chứng, mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng, dự thảo hợp đồng tặng cho nếu có, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu của các bên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận độc thân. Nội dung tiếp theo là: bước 2, tiến hành thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con tại Ủy ban nhân dân cấp quận huyện nơi có nhà đất. Hồ sơ cần chuẩn bị: đơn đề nghị chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, giấy chứng tử của cha mẹ, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa cha mẹ, con cái như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, vân vân. Nội dung tiếp theo là bước 3, sau khi hồ sơ hợp lệ Văn phòng đăng ký đất đai tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế để hoàn tất các nghĩa vụ về thuế. Bước 4. Sau khi hoàn tất đã thực hiện việc nộp lệ phí trước bạ thuế thu nhập cá nhân thì nộp trở lại văn phòng đăng ký đất đai để nhận bản chính sổ đỏ đã được đăng bộ sang tên. Và cuối cùng là nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ từ bố mẹ đã mất sang con được được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân. Nếu anh chị nào muốn có bản vi giáo trình chiếu này, thì hãy để lại email phía dưới bình luận, chúng em sẽ dành tặng để anh chị có thể sử dụng khi cần thiết. Nếu anh chị nào có nhu cầu hỗ trợ làm sổ đỏ, xin phép xây dựng hay hoàn công thì đừng quên gọi cho em theo số điện thoại 0363232739 và đừng quên ủng hộ em bằng cách like chia sẻ và đăng ký kênh đất sạch tq.net ạ. À.